Bất Thường Gaming đây, xin chào các bạn. Rồi thì hôm nay mình sẽ không chơi Yandere Simulator mà mình sẽ sử dụng một mod có tên là Yandere Simulator 1989 nha các bạn. À và trước khi mà bắt đầu video lần này thì mình sẽ cho các bạn xem qua một đoạn này nhé. Rồi nếu mình không nhầm thì đây sẽ là đứa cuối cùng. Thử xem nào. Nếu mà không được nữa thì chắc chắn là không được luôn nha các bạn ơi. Rồi. Hả? Chẳng có một tí tác dụng nào cả, không được rồi. 11. Ủa? Vừa rồi là cuối cùng rồi các bạn ơi. 11 đứa. Ok, mình thật sự là rất là xin lỗi cái bạn nào mà đã gửi cho mình gọi là cách thức triệu hồi ác quỷ trong Yandere Simulator. Mình đã làm thử rồi nhưng mà không được. Nếu mà sau này mình có làm được á, thì mình sẽ làm lại nha các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta bỏ qua đi. Hôm nay thì mình sẽ chơi cái mod 1989 này. Để mình giải thích sơ qua một chút về mod này thì mod này á, là chúng ta sẽ vào vai mẹ của Yandere-chan các bạn ơi. Mẹ của Yandere-cha luôn. Đây là thời khoảng tầm bao nhiêu năm trước mình cũng không biết nữa. 1989. Tại vì hiện tại là trong Yandere Simulator không rõ là năm bao nhiêu, cho nên là thôi bỏ qua cái vấn đề đó nha. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng làm những cái việc rất là giống Yandere-cha thôi các bạn ơi. Đó chính là đi săn lùng tình địch và tiêu diệt hết toàn bộ. Ok. Rồi. Nói chung là cái mod này á, thì nó bị, có một cái lỗi là nếu mà các bạn chơi quá lâu thì sẽ bị drag. Cho nên là mình phải tiêu diệt tất cả những cái tình địch thật là nhanh nhất có thể. Và mình đã sử dụng cái bản búp rửa bạn ơi. Hiện tại là mình sẽ cho các bạn xem luôn là số lượng tình địch của chúng ta là bao nhiêu nha. Đầu tiên là Soma Otome. Đây. Kurt Jose Koibito. Đây cái đầu tiên hết là senpai của chúng ta nha các bạn. Rồi. Đây tình địch đầu tiên. Thứ hai, đến bây giờ các bạn vẫn thấy bình thường đúng không? Rồi thứ ba, Yure Ready. Cái tên này nghe gọi là rất là giống như là sắp sửa biến thành hồn ma các bạn ơi. Mình thấy là cái cô gái này rất giống cái hồn ma mà đã xuất hiện ở trong nhà vệ sinh mà hồi xưa mình từng chụp ảnh một lần rồi. Tiếp đến là chị của Senpai thì phải. Đây là bình thường không sao cả, không có rớt ai cả các bạn ơi. Tiếp đến này, Mia Rio cũng rớt Senpai của chúng ta luôn. Bên đây thì không. Aria Azuru thì rớt Fuyu Koki. Đây Fuyu Koki là đứng kế bên luôn các bạn ơi, để cho các bạn xem để bất ngờ nha. Vâng, Fuyu Koki rớt Senpai của chúng ta. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Không chỉ có Bila thôi đâu, mà còn có cả Yuri nữa các bạn ơi. Cho nên là các bạn hãy an tâm đi nhé. Để mình cho các bạn xem luôn nha. Đây. Đây rớt cái bạn Rera Basu này thì rớt Taino Sayaku. Taino Sayaku đâu. Để mình xuống cho các bạn xem luôn nha. Đây Taino Sayaku đây. Rồi tiếp đến là ai nữa đây. Mình nhớ còn một người nữa thì phải. Mình đã điều tra hết từ trước rồi các bạn ơi. Đâu. Ủa. Đúng rồi. Loafe gì đây. Rớt Mia Rio. Mia Rio cũng là một trong những tình địch của chúng ta đấy các bạn ơi. Đâu. Đây. Mia Rio đây. Rồi. Dưới đây vẫn còn tình địch thì phải. Đây các bạn ơi. Rớt Senpai luôn này. Saidene Chura. Tiếp đến là rất là giống Osana các bạn ơi, nhưng mà tên là Candice Yururi. Rớt Senpai luôn. Rồi, đại khái là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mình đã điều tra từ trước rồi các bạn ơi. Đáng lẽ là mình chưa có điều tra từ trước đâu, nhưng mà tại vì trong lúc mình quay á, tự nhiên nó bị rớt luôn các bạn ơi. Không, nó bị rác luôn. Cho nên là mình phải gọi là làm lại từ đầu. Và thôi, mình quyết định là mình sẽ không làm cái bách điều tra dài dòng nữa mà mình đi thẳng vào vấn đề luôn.
Trước hết thì là chúng ta cứ đi vào. Khoai 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 khoai, hình như là vẫn còn một người rớt xe bay thì phải, nhưng mà trước hết là chúng ta vào câu lạc bộ mỹ thuật trước nhé bạn. Dễ làm việc, dễ làm việc. Nói chuyện với lại hội trưởng câu lạc bộ, tặng hình các bạn ơi, ghê lắm. Giờ thay đồ nhá. Trang phục thì chắc là dựng giống thôi. Bây giờ mình cần vũ khí. Chúng ta sẽ vào đây để summon weapon nha. Cái nào ngon nhất ta? Con dao đi, con dao bình thường ngon nhất, chúng ta hãy giấu được cái vậy rồi. Đó. Rồi, mình sẽ lên trên tầng 3, nhưng mà đại khái là chúng ta sẽ phải dụ những cái tình địch của chúng ta đi chỗ khác nha. Đâu rồi? Nhớ trên đây còn một người nữa mà. Mình vẫn chưa nắm rõ vị trí của từng người các bạn ơi. Wow, không thấy đâu cả. Có khi nào đây không? Chắc đây rồi các bạn ơi. Đây 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 cũng là gọi là tình địch của chúng ta luôn. Cũng rớt senpai Jose Kobito, tên là Zanari Suto. Hình như là hội trưởng của câu lạc bộ tình báo thì phải. Rồi, giải quyết nhanh gọn lẹ luôn nhé. Ở đây có căn phòng nào tuyệt vời không? Phòng này thì sao ta? Hội học sinh không biết có không nữa. Ồ, không có căn phòng nào cả các bạn ơi. Chán thế. Khoan. Ê, có khi nào phòng này không ai vào không? Nếu thế thì mình có thể dùng được các bạn ơi. Rồi. Nhanh gọn lẹ. Nói tóm lại là lần này chúng ta cứ gọi là vui vẻ trong việc giết chóc đi, chứ đừng nghĩ ngợi nhiều nha. Mình cũng chẳng biết là chúng ta nên làm gì ở đây nữa. Đừng có nói đây là ông hiệu trưởng nhé, sao nhìn trẻ trung thế nhở? Vậy là khi xưa mẹ của Yandere Chan đã từng làm cái chuyện gì đó trong ngôi trường này, cho nên là ông hiệu trưởng mới cảnh giác luôn Yandere Chan các bạn ơi. Đó là như vậy à. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tình địch tiếp theo nhé, không biết là ở đâu đây. Mình mà có bộ trang phục này là hầu như bất tử rồi, cho nên là không sợ bị ai bắt đâu. Khoan khoan khoan, đã sắp tới giờ bị rớt rồi. Nhanh 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 lên. Bị rớt chứ mình cứ nói nhầm các bạn ơi. Mà cái từ rớt trong tiếng Việt có nghĩa là bị gì ta, đè bẹp, bị dập nát đúng không? Vậy nó cũng đồng nghĩa thôi. Ơi, vào đây nhá. Chắc phòng này không ai vào đâu, nhưng mà tại sao cửa lại mở nhỉ? À, nãy mình mở đúng không? Đến đây nào. Sao tụi mày, sao tụi mày không có chống cự được gì cả, chán thế. Rồi. Ô, khuôn mặt hơi không ổn rồi các bạn ơi, phải cười thôi. Đúng là mẹ nào con nấy, cười là trở lại bình thường các bạn ơi. Đúng rồi, hôm nay mình mới bị một ông bảo như thế này là tại sao bạn lại không kiểu viết kịch bản khi chơi game, như thế là bạn sẽ nói được những cái từ ngữ nó hay hơn, với lại sắp xếp mọi thông tin nó hay hơn, thì mình mới có cảm giác như này. Ủa, chơi game cần kịch bản à? What? Chơi game cần kịch bản. Ok, bây giờ là mấy người quay video đi, đăng video lên thôi, không có livestream á thì ok, có kịch bản cũng được. Ví dụ như hôm nay muốn nói cái gì á thì viết kịch bản, nhưng mà mấy người livestream thì sao? Livestream khoảng 1-2 tiếng thì cũng có thể có kịch bản, nhưng mà mình từng xem những livestream mà 24 giờ hoặc là mấy ngày liền luôn. Ủa, có kịch bản không? Nếu mà livestream mấy ngày liền như vậy mà có kịch bản được thì mình cũng chịu thua thôi. khoái khoái khoái, đấy cũng là tình địch của chúng ta các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là thực hiện một cái mission kéo theo hai người cùng đi xuống dưới khoản tiền luôn các bạn. Không không, kéo theo hai người đi, chỉ để hai người đó đi xuống thôi, còn mình thì không đi xuống nhá. Quay đã, quay quay điện thoại dính tùm lum hết, không được rồi các bạn ơi. Đâu để thử dụ vào nhà vệ sinh xem được không? Cái phiên bản khi xưa các bạn ơi là vào nhà vệ sinh sao dụ được sao ấy? Và không có giới hạn thời gian luôn các bạn ơi, có nghĩa là muốn dụ đi đâu cũng được hết, đơn giản thế nhở? Bye bye, hẹn gặp lại nhé. Được rồi, quay 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 dính tùm lum la hết, không được không được không được, dính nhiều quá các bạn ơi. Để mình đạp xuống đất cho nó không dính nữa nha.
Rồi. Đâu rồi? Vũ rê rê đi gì đâu mất tiêu rồi. Ủa? Nãy mới thấy đi mà. Vào nhà vệ sinh ra nói chuyện một mình các bạn ơi. Úi nãy các bạn có nhìn thấy cái gì đỏ đỏ không? À, rồi, xong rồi, chúng ta đi ra ngoài nhé. Quay quay. Ai đó? Là ai? Chắc là không là ai cả các bạn ơi. Cười nhá. Rồi, bình tĩnh nào. Mình đang rất là muốn cười nhưng mà tại vì bây giờ đang ban đêm không được cười, đánh thức người khác các bạn ơi. Còn ai nữa không ta? Đúng rồi. Tình địch của mình vẫn còn. Để xem nào, mình phải làm nhanh trước khi bị rác các bạn ơi. Đâu ta? À khoan, để quay quay xuống dưới lên lại chỗ lẻ các bạn ơi. Kiana Haruka, nhưng mà mình không biết cái bạn đó ở đâu cả. Còn Fuyu Koki nữa này. Thằng Fuyu Koki nó nằm ở bên dưới. Cho nên là mình biết nó ở đâu rồi, nhưng mà cái con tóc tím thì mình không biết nó ở đâu cả. Đâu ta? Hình như là cái con tóc tím ở trong câu lạc bộ nấu ăn nhưng mà mình chẳng thấy nó đâu cả. Đây à. Nó đứng trong vòng này cho nên mình không để ý các bạn ơi. Fuyu Koki, thằng đó đâu rồi? Nãy mới thấy nó đây mà. Sao senpai không có đây nữa? Có khi nào nó đã đi gọi là tán tỉnh senpai không? Không thể tha thứ được các bạn ơi. Follow me. Để mình giải quyết xong con này luôn đi rồi chúng ta sẽ đi tìm thằng kia. Hả? À, không phải các bạn ơi. Nhưng mà mình không nghe lén được cuộc đối thoại này. Mình cứ tưởng là cái con đang rớt thằng Fuyu Koki nói chuyện với nó chứ ai ngờ không phải các bạn ơi. Fuyu Koki hóa ra là thằng này nó lại lầy đến như vậy các bạn ơi. Nó đang cố gắng gọi là nhìn trộm xem bay các bạn ơi. Ôi rồi. Thật là không trong sáng chút nào cả. Qua đây nào, qua đây nhanh lên. Ừ đúng rồi. Đây, phòng này chúng ta vào đây nói chuyện với nhau nhé. Cái gì đó? Bye. Giờ không cảm thấy thích chút nào cả các bạn ơi, tại vì nó không phản kháng. Được rồi, thôi kệ. Bậy nào đây, trông xinh quá các bạn ơi. Tóc vàng mắt xanh chắc là người ngoại quốc nhỉ? Không chụp được khuôn mặt. Rất là sẵn lòng cho chúng ta chụp hình luôn. Sonia Kanasi. Không có rớt ai cả. Chán thế. Trời đó xem bay đi. Thanh niên này. Đi nào. Follow me. Sao xem bay đứng đó lâu thế. Xem bay có bị gì không? Đây là phòng y tá. Không vào được. Chúng ta nên sử dụng căn phòng nào đây. À đúng rồi. Những lúc như thế này chúng ta có phòng này các bạn ơi. Úi sao thằng đó lại đi rồi. Chắc là tới giờ học các bạn ơi. Nhanh lên nào, chúng ta cần phải giải quyết tình địch cuối cùng. Em này ở đây đọc sách không vào trong lớp à? Tại sao? Khen câu nhé. Thôi nói chung là không liên quan cho lắm cho nên là mình sẽ không làm gì cả các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ vào lớp học để giải quyết thanh niên luôn. Thanh niên học lớp hôm mấy đây? Ủa, sao không có thông tin gì vậy? Hey, không có thông tin gì hết các bạn ơi, vậy là không biết học lớp mấy rồi. Mình không biết là vào trong đây ngồi lên có bị gì không? Ủa, không ngồi được à? Quay quay quay, no 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 no, bay 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 bay. Tại sao? Xem bay đâu?
nhanh lên. Ok, ngon. Không để lại một bất kỳ một giọt nào luôn các bạn ơi. Rồi đứa cuối cùng. Nhìn lên. Xong. Thanh niên làm gì thế? À, chắc là đang tập cơ bụng đúng không? À không, không đúng. À, ăn mừng chiến thắng đâu. Ai à, thắng rồi các bạn ơi. À, tất cả tinh địch của chúng ta gọi là coi như là vẫn còn một đứa bên mất các bạn ơi, một đứa khá giống Osana. Nhiệm vụ của ngày hôm nay là tiêu diệt hết toàn bộ tinh địch mà, cho nên là mình không thể bỏ sót đứa nào cả. Ở đâu nhỉ? Đứa cuối đó thì mình cũng không biết là ở đâu nữa. Ui, sao giáo viên lại nói chuyện với senpai? Khoan đã, để kiểm tra cho chắc nha các bạn. Không à. Tốt. Đáng tiếc nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta đi ra ngoài đây tìm kiếm xem là ok. Tóc xanh kia rồi các bạn ơi. Ra là ngồi đây à. Đi theo mình đi, mình có cái chỗ này rất là hay, muốn mời bạn đến. À. Hả? Được chói các bạn ơi. Gì cơ? Khen thử xem. Không chịu đi rồi, giờ sao đây? Bên kia có giáo viên đang nhìn các bạn ơi, con này cứ ngồi đây mãi làm sao mà mình có thể gọi là làm gì được nó được. Ồ khoan. Vẫn còn một trò mà muốn làm thử các bạn ơi. Hái hoa được không? Ôi khoan, con này đang bắt đầu đi rồi. Đi đâu thế, đi nhanh lên. Ok, mình sẽ theo dõi nhá. Dù sao đây cũng là tình địch cuối cùng của chúng ta rồi. Ê, đi kiểu kỳ, đi cái kiểu gì vậy? Nếu mà như vậy thì chắc là vẫn còn khá nhiều thời gian các bạn ơi. À, cho nên là mình có thể vào trong đây lấy xô nước thử xem có hay không. À, có các bạn. Cái trò này mình muốn làm thử nhưng mà không biết có được hay không. Được. Ê. Không sao chứ. Hy vọng không ai vào nhà vệ sinh nhá. Được các bạn ơi. Cái này là trong phiên bản mới của Yandere Simulator là đã xóa đi cái này rồi, cho nên là không làm được nữa các bạn ơi. Hả? Ơi, coi như là các bạn chưa nhìn thấy gì đi. Thiệt à? Đùa nhau à? Bolis. Vâng, bây giờ Bolis ở trong trường luôn các bạn ơi. Ui, được cái đó là vào giờ học nha. Ê. Giờ các bạn ơi, vào giờ học rồi, giờ sao đây? Có rất là nhiều học sinh ở đây, mình không thể ra tay được. Khoan đã, vẫn còn một cơ hội đúng không? Không. Hả? Ôi, làm mình hết hồn các bạn ơi. Khi mình đứng gần nó, tự nhiên tóc bị dính gì màu đỏ này. Mình cứ tưởng là nó cũng giống như mình các bạn, nhưng mà không phải vậy. Ôi, cơ hội tốt đúng không? Cơ hội tốt. Ôi, no. Đừng có lăn xuống. Ôi. Nhìn. Ồ, có khách trước à, xin lỗi nhé. Không biết. Có khách vào trước các bạn ơi. Ôi trễ giờ vào tiếp học rồi, nhanh lên xong hoàn thành nhiệm vụ cái đó. Quay dính màu đỏ bên ngoài rồi. Không được. Dính các bạn ơi. Để mình sẵn tiện mình dọn sạch luôn nhé. Dù sao thì mình cũng đã trễ học rồi. Không có à. Ok, không sao. Nghĩ chắc là cây này là đủ rồi. Ok, trên đây. Hơi nhầm các bạn ơi. Nhưng mà không sao.
À, chúng ta hoạt động rất là chăm chỉ các bạn ơi. Ừ, công việc ngày hôm nay đến đây là kết thúc. À, kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn nào. Ok, tất cả mọi ôi vẫn còn chị của senpai các bạn ơi. Yandere Dev. Có cả Yandere Dev trong đây nữa các bạn ơi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ cười thử sau đó vào lớp học xem sao. Liệu mình có thể tham gia vào lớp học hay không? Nếu không là hơi bị căng ấy. Tất cả học sinh đó trong lớp học rồi mình không làm gì được cả. À, nói chứ là bây giờ mình mới vừa học xong tiết học mỹ thuật nha. Mới vừa tham gia xong câu lạc bộ cho nên là áo nó mới dính màu đỏ như vậy chứ không làm gì hết nhá. Đừng có bắt nha, đừng ai bắt nhá. Hả? Đồ. Đồ. Không học được các bạn ơi. Giờ mình phải làm gì trong khoảng thời gian rảnh ở đây? Ôi khoan. Khoan, giống ai đó quá các bạn ơi. À, được rồi, thử dụ một ai đi ra ngoài xem được hay không. Khoan đã. Nếu mà muốn dụ thì What do you need? à, mình sẽ thử tìm đối tượng các bạn ơi. Aria Azuru thử xem. Khoan để xuống dưới lớp dưới đi. Oh, kia rồi các bạn ơi. À không được, không được, không được. Không được rồi các bạn ơi, vậy là chúng ta sẽ phải gọi là đợi đến buổi trưa rồi. Không biết là phải đợi bao lâu đây. Đến thử nhá. Ờ khoan đã, để mình cho các bạn tham quan trường học một tí luôn. Là trường học này hơi khác so với trường học trong Yandere Simulator đúng không? À, vẫn còn rất nhiều chỗ trống các bạn ơi. À, chẳng hạn như là bên đây thì trường tập nó rất là gần. Đó. Hồ bơi thì nằm ở bên khúc bên kia, hơi lạ lạ tí đúng không? Còn bên đây thì đại loại là cái nhà tắm thì nằm ở như chỗ này. Hơi kỳ kỳ, không được gọi là đúng cho lắm. Và ở phía sau mê cung thì có một cái chỗ mà chúng ta có thể đốt bất cứ thứ gì ở trong cái lò kia, nhưng mà lại có một đứa đứng ở đó cho nên là không làm gì được cả. Ồ, có một bảng trên sân thượng các bạn ơi, để mình lên thử sân thượng nhé. Chúng ta sẽ teleport lên chỗ lẹ. À, bấm số 9. Ủa? Chắc là teleport nó hơi khác so với lại Yandere Simulator. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên đây. Có vẻ trầm tư nhỉ, ai đây? Dạ sai Gurin. Là khi thú vị nhờ. Sao mà mình nhìn thấy nhiều học sinh khá giống nhau nhỉ? Không có gì làm cả cho nên là kiếm trò gì chơi chút nhé. Chơi với con người nha các bạn. vui quá. Sao mà nhẹ nhàng thế nhỉ? Who do you think you are? À, không ổn rồi các bạn ơi, mình nghĩ đây là đầu gấu rồi. Get away! Wow, dính kìa. Nghĩ đó là đầu gấu cho nên chúng ta chắc không làm gì được đâu. Ở bên kia còn một người nữa. Có khi nào là Danh đi đẹp không? Hello Danh đi đẹp. Làm gì đây đó? Chắc là Danh đi đẹp các bạn ơi. À, nếu mà Danh đi đẹp chúng ta không nên đụng vào là không có game chơi luôn. À, rồi bây giờ thì chắc là cũng hết việc để làm với bạn của mình, đã tiêu diệt toàn bộ gọi là rivalry của chúng ta rồi. Ai đây? Ai đó? Có khi nào hội học sinh không ta? Giờ này hội học sinh ở bên ngoài à? Không biết là có máy nghe nhạc không? Nếu mà có máy nghe nhạc thì mình có thể lợi dụng cái máy nghe nhạc đó được. Thử xem nào. Không đúng rồi, vậy là không có các bạn ơi. Phòng ốc nó hơi khác một tí đúng không nào? Đáng lẽ ở phòng này là có cái máy nghe nhạc hay sao á, nhưng mà không có các bạn ơi.
Ô, đơn giản thế. Khá đơn giản các bạn ơi. Nhưng mà khi xưa thì hình như là không có cái số dưới đây các bạn ơi. Đây là cái mod mà được dựa trên phiên bản cũ mà tháng 6 ngày 21 hay sao ấy. Mà mình không biết năm nào, chắc năm 2018 thì vậy. Ok, bây giờ thì thôi chúng ta sẽ kết thúc luôn nhá. Mình sẽ kiếm cái trò gì để chúng ta kết thúc đi. À kia rồi các bạn ơi, mình vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc. Chạy, no, chạy nhanh lên. Chúng ta phải thoát khỏi đây. Cố lên, cố lên mama của Jen đây đi. Cố lên, no. Cố lên, cố lên, chạy nhanh lên. Ôi, cô giáo kìa. Chạy lẹ lên. Cảnh sát tới các bạn ơi. À, không chạy được à. Bị bắt mất rồi các bạn ơi. Anh niên kia có bánh mì trên lưng kìa. Rồi vì hôm nay thì mình đã chơi thử cái mod gọi là Yandere Simulator 1989. Câu chuyện về mẹ của Yandere-chan các bạn ơi. Và không biết tại sao mẹ của Yandere-chan đậu hói mất tiêu rồi. Nhưng mà mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn thấy thích video này hãy bấm chung một like đăng ký. Nếu các bạn là người mới và đừng quên lấy chui để nhận được những thông báo mới nhất. Nên mình hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.